đầy gốc mà không có ai ăn, cho cũng không ai lấy. Vậy mà vẫn có những chị em kiếm được vài triệu cả mùa sung nhờ công thức muối sung chua cay này của cô Hiền cực kỳ ngon. Chỉ bằng những nguyên liệu vô cùng dễ kiếm, dễ mua nhưng với những tỷ lệ định lượng vô cùng chính xác thì các chị em hoàn toàn có thể làm được món sung muối này và bán và kinh doanh được nhá. Đầu tiên, chị em phải chọn sung. Ở đây mình sử dụng sung nếp thì sẽ ngon hơn là sung tẻ. Mua sung về chị em sẽ rửa qua với nước, sau đó thì mình sẽ chuẩn bị một chậu nước chanh và muối để khi thái sung đến đâu thì mình sẽ thả luôn vào chậu nước này thì sung của mình sẽ không bị thâm và đen. Sung thì chị em sẽ thái một quả chia làm 3 hoặc 4, mình không nên thái mỏng quá. Ở đây mình sử dụng là 800g sung. À, có nhiều chị em chưa phân biệt được sung nếp và sung tẻ đâu nha, thì chị em để ý là những quả sung nếp nó sẽ nhỏ hơn là sung tẻ và khi thái ra thì trong ruột sung sẽ đặc hơn và có màu hồng. Sung thái xong thì mình sẽ ngâm vào nước chanh muối khoảng 1 tiếng, cho sung ra bớt nhựa, sau đó thì rửa sạch lại với nước. Tiếp theo thì mình sẽ đi làm cái phần nước mắm chua ngọt. Định lượng chi tiết thì mình sẽ để trên màn hình để chị em dễ theo dõi nhé. Và chị em nhớ là hãy lưu ngay video lại đi. Mình sẽ đun cho đường tan hoàn toàn và nước mắm sôi trở lại khoảng 5 giây rồi tắt bếp để nguội. Công thức này mình sử dụng mắm Nam Ngư. Rồi, tới công chuyện. Bây giờ thì các chị em sẽ phải chuẩn bị các cái nguyên liệu để tạo gia vị bùng nổ hơn: ớt, giềng, gừng, tỏi, vân vân. Và tất cả những nguyên liệu này thì mình sẽ để định lượng chi tiết ở trên màn hình nha. Thế nên là cứ phải nhắc chị em là lưu video lại, khi nào cần thực hành thì lấy ra xem, nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Trong công thức này thì bởi vì là mình rất là thích ăn tỏi, vì thế là mình để tỏi tận 200g, còn bình thường thì chị em chỉ cần để khoảng 150g tỏi thôi nhá. Cho tất cả các nguyên liệu đã cân đo đong đếm sẵn vào trong máy xay và mình sẽ xay nhuyễn, thật là nhuyễn. Khu vực của chị em nào mà thích ăn cay thì mình hoàn toàn có thể tăng ớt lên. Ui da, tứa nước miếng được có thật. Sung muối kiểu này mà kèm thêm một đĩa ốc nữa thì thôi, hết nước chấm. Xay nhuyễn hỗn hợp này xong thì chị em hãy đổ lại vào bát nước chấm chua ngọt đã để nguội nhá. Khuấy đều thật là đều lên, thêm một chút lá chanh thái sợi vào. Để nguyên thì không ai ăn, mà làm thế này thì 3 bát cơm ăn kèm với canh cua cũng rất là ngon đấy chị em ạ. Mà sung lại tốt cho sức khỏe chứ không kén người ăn như là cà, nên là chị em làm sung như thế này ăn thoải mái. Bật mí với chị em một bí kíp để cho sung muối của mình ngon hơn nha. Sau khi trộn đều sung với nước mắm chua ngọt thì mình sẽ chia sung vào hũ rồi cất ngay vào trong tủ lạnh qua một đêm. Nhiều chị em bảo là ăn sung cái bị nghẹn nghẹn đúng không ạ? Khi mà mình cất như thế xong thì mình ăn sung sẽ không còn cái vị đấy nữa. Và đặc biệt nếu như mà chị em để khoảng 2 ngày trong tủ lạnh mà ăn thì sung hoàn toàn sẽ hết cái vị bí trong cổ. Chúc chị em làm thành công món sung muối này cho cả gia đình mình ăn nha.